xin chào tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Ở video lần này thì mình sẽ thực hiện một cái video. Đây là cái remote người ta đưa vào và người ta đang báo rằng remote này nó đang bị tình trạng đó là khi mình đậu xe đèn xanh đèn đỏ là nó bị nhả lốc kê ra là nó sẽ bị bó, nó không chịu chạy, một lúc sau nó mới chạy ha. Về sơ bộ thì mình đang nghi rằng cái ống hơi này, ống hơi nguồn để cung cấp nó vào đây, một là ống hơi nguồn này cung cấp nó bị thiếu hoặc là nó đang bị ngạt gì đó, nó không đi vào được trong cái bình hơi này dẫn đến không nhả được lốc kê. Cái thứ hai nữa là cái đường ống xanh này, ống hơi vào chúng ta có hơi vào, khi chúng ta nhả lốc kê ra thì đường ống hơi này nó phải ngát, nhưng mà trường hợp nào đó thì cái piston bên trong này nó không hồi về được, dẫn đến tình trạng là cái hơi chúng ta luôn luôn cấp để nó khóa lốc kê lại ha. Đấy thì có hai nguyên nhân này, thì bây giờ mình sẽ trực tiếp mình xử lý cái ban này cho tất cả các anh em mình xem. Các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like subscribe ủng hộ kênh giúp mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình thấu cái vân này ra ha, thấu cái bộ này ra kiểm tra thử ngay chỗ vị trí này có bị ngạt gì hay không, dẫn đến hơi nó cung cấp xuống không đủ hay không. Sau đó mình sẽ tiến hành mình thấu nguyên cái nắp này ra. Đấy, để mình kiểm tra cái piston dưới kia nó có hậu vị được ok hay không. Rồi các anh em mình cần phụ tùng vật tư để thay vào cái bộ siêu phết của cái con này thì hãy liên hệ với bên mình ha, 0389898100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em và mình sẽ ship cút toàn quốc cho các anh em ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lòm. Thì trước tiên mình lòm là cho các anh em mình hãy xả hết hơi trong hệ thống ra nha. Hiện tại là cái này có hơi ngạt một tí thôi anh em, nhưng mà đây cũng không phải là cái vấn đề cốt lõi đâu, có thể rằng là cái piston phía dưới cái nắp kia nó đang gặp vấn đề đấy. Rất là bẩn nha cái này, đây rất là bẩn. Cái này mình thấy không, đây ví dụ như cái bộ bám này này đấy. Nên mình thấy không, nó chui vào những cái kẽ này không khéo là nó sẽ gây kẹt nè, gây kẹt cái piston này nè. Đó, piston này không khéo là nó vào những cái kẽ này, dẫn đến là tình trạng là cái piston này nó sẽ bị kẹt. Giờ mình cứ hành mình rút cái piston này lên, mình bổ dưỡng lại, mình thay siêu phết cho nó ha. Ok, tình hình là thấu cố tình để rút cái piston này lên, nhưng mà nó bị kẹt quá, nó cứng không được, cho nên là bây giờ là mình bắt buộc mình phải thấu nguyên cái bon này ra để tống từ ở dưới cái đít tống lên ha. Rồi. Rồi. Đây cái này nó rất là bẩn ha, bẩn cái này nó, những cái vị trí như thế này là nó gây kẹt nè. Đấy. Giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ hai cọng siêu này ra. Mình thay hai sợi siêu mới này vào ha. Đây này, thay hai sợi siêu đó vào đây. Rồi mình bổ dưỡng lại là ok ha. Đầu tiên là các anh em mình hãy vệ sinh sạch sẽ ha. Theo là các anh em hãy vệ sinh mấy cái piston này ha. Nếu mà mấy cọng siêu này mà nó các anh em mình thấy mà nó bẩn á, nó bị xước, nó bị hư á thì chúng ta thay luôn, còn không thì thôi ha. Sau đó các anh em hãy vệ sinh lên phía trên ha. Cái căn bệnh này là các anh em hoàn toàn có thể là sửa chữa tại nhà được ha, không cần phải đến gara. Các anh em mình cần cái phụ tùng vật tư á thì hãy liên hệ với bên mình để mình gửi hàng cho tất cả các anh em, để các anh em mình mua về, các anh em mình chỉ việc gán vô là ok thôi ha. Các anh em bỏ mấy cái sợi siêu này đi, tốt đi. Sau đó chúng ta hãy vệ sinh sạch sẽ ha. Thank you.
Đặc biệt các anh em hãy để ý những cái vành này nha. Cái vành này mà nó bị hư nè, nó bị bẻ nè, mít nè, xước nè, không đều nè, là chúng ta hãy thay mới đi, thay cái piston này ha. Cái để nó khi mà chúng ta đập phanh á là nó cũng bị xì à. Chúng ta bỏ hai sợi siêu này vô. Rồi, ok. Sau đó các anh em đặt cụm siêu giữa này lên. Rồi, sau đó các anh em mình lắp cái nắp này lên ha. Nên mình lắp cái nắp này lại ha. Rồi có anh em mình bỏ cái nút kê này vào ha. Tại vì bên mình dùng một cái máy trên phía trên kia kìa, một cái máy chỉ cần bấm điều khiển từ xa là nó sẽ cho hơi vào thôi ha. Hơi đã vào rồi, có anh em nghe tiếng hơi vào không? Rồi ok, bây giờ nó đã đủ hơi rồi, bây giờ mình test cho các anh em mình xem ha. Số tóm mình phanh nè. Đấy, các anh em mình hãy để ý cái ti khi mình bấm sẽ hầu vị rất là tốt nè. Đấy, hầu vị rất ok ha. Đấy, còn số 7 là lốc kê nè, mình kéo lốc kê nè. Đấy, các chế độ hoạt động rất ok ha. Thì chốc lại cái vấn đề của cái mọt ra mót này, đó là nó bị ngạt cái piston, dẫn đến tình trạng là khi mà chúng ta thôi đập phanh, thôi kéo lốc kê rồi nhưng mà cái piston chúng ta vẫn làm việc, dẫn đến là nó chi hơi xuống ra mót liên tục, dẫn đến là ra mót chúng ta không chạy được ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.